Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn là một cái bộ động cơ vành 12 3000W. Đấy. Con động cơ này thì nó thuộc dòng động cơ tải trọng cao và tốc độ nhanh. Mình vừa làm video và vừa test tốc độ luôn cho khách hàng coi, bởi vì trước thì mới làm video thôi chứ chưa có test tốc độ. Nay mới làm được cái video về tốc độ cho các bạn xem. Thì con này nó có những cái thông số về bản rộng lốp của nó là rộng đây. Nếu mà đo ra mép ngoài vành của nó là 10,5. Còn đo lòng trong của nó là 9cm. Thì đối với cái bản rộng của cái vành xe loại lớn như thế này ấy, thì các bạn có thể lắp được những cái dòng lốp từ 140 trừ 12, 130, 120, 110. Đấy, trên 70 hoặc trên 90 trừ 12 là đều được. Có nghĩa là những cái dòng lốp bản rộng là từ 14, 13, 12, 11, 10 là đều có thể lắp được ở trên cái động cơ này. Và có thể lắp lốp vuông, lốp tròn đều được. Đấy, tùy theo cái mục đích của các bạn để các bạn làm nhé. Thì sau đây mình sẽ test tốc độ cho các bạn. Ở đây là 60V nhé, các bạn có thể chạy lên 72V cũng được, vì con này nguyên bản của nó có thể chạy lên 72, chạy lên đến 84V đều được. Và vẫn sử dụng cái đồng hồ đo vòng tua như thế này. Các bạn đo số vòng trên phút qua một cái con cảm quang này, con phản quang này. Và mình sẽ từ cái tốc độ vòng quay trên phút ấy, mình sẽ tính ra được cái km trên giờ nhân với đường kính bánh xe. Tốc độ của nó là xấp xỉ 955 vòng trên phút. Thì mình sẽ tính tốc độ cho các bạn qua cái công thức tính tốc độ. Đầu tiên là lấy 955 nhân với này chu vi bánh xe thì bằng 3,14 này. Nhân với con này đường kính nó khoảng 45cm, nhân với 0,45. Nhân với này 0,45 bằng 139, để mình nhân lại nhé. 955 nhân với này 3,14 nhân với này 0,45 nhân với này 60 phút trên giờ. Đấy, và chia cho 1000. Đây, tốc độ ở giải 60V của nó là 80 km/h các bạn nhé. 80 km đấy. Con này nếu các bạn chạy 72V ấy, thì nó còn nhanh nữa. Ở đây mình mới thử với 62V thôi. Thì bây giờ mình sẽ lắp thêm bình test lên cho các bạn ở cái giải 72V nhé. Sau đây thì mình sẽ test với cái tốc độ là 72V các bạn nhé. Đây mới là tốc độ vôn thật của cái động cơ này. Nhưng tuy nhiên thì các bạn có thể chạy 62 cũng được, 60V cũng được. Đây là cái tốc độ chạy 72V các bạn nhé. Vòng tua của nó là 1140 vòng trên phút.
Và mình sẽ tính cái tốc độ của điện áp 72V nhé. 1140 này nhân với lại 3,14 này nhân với lại 0,45 này nhân với lại 60 vòng 60 phút trên giờ này bằng này chia cho 1000 này. Đây. Tốc độ khi các bạn chạy 72V của nó khoảng 96 đến 97 km/h nhé. Đấy là tốc độ 72V. Đấy. Con động cơ này thì dù nó sử dụng cái điều khiển này, nó có hai dây cảm biến này cho các bạn dự phòng này. Đấy, một động cơ nhé, nhưng mà có hai dây cảm biến dự phòng. Đấy, hỏng cái nọ thì còn cái kia. Trên đây thì nó vẫn có đầy đủ các dây chức năng nhé. Đây, rất là nhiều dây chức năng này, dây chống trộm các kiểu này. Đấy, thì cái dây lùi cũng có luôn nhé. Đấy, dây đảo chiều cũng có. Đấy. Đây, con này thì sử dụng phanh đĩa các bạn nhé. Đây là phanh đĩa của nó đây. Phanh đĩa thì bắt bên này. Và cái nó sử dụng đĩa 3 lỗ. Tim lỗ của cái đĩa này là 70 các bạn nhé. Các bạn cứ có cái đĩa nào mà lỗ 70 là bắt được vừa hết. Trục này là trục 16 này, rất là to. Có chống trôi luôn. Đấy, thì đây là toàn bộ các cái thông số của một con động cơ. Đây là hãng QS Motor các bạn nhé. Hàng rất là thương hiệu nổi tiếng, chất lượng và thương hiệu. Tem này. Tem của nó này. Tem công ty đây này. Lốp không xăm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bên mình có hai dòng là 2000 và 3000W. Dòng 1000 thì nó là của xe bình thường thôi. Đây là con động cơ 60V, 72V, 2000W các bạn nhé. Con 2000W ấy thì nó khác một chút. Con 2000W khi các bạn nhìn thẳng hướng như này này thì cái phần này nó sẽ không lồi ra. Còn cái con 3000W ấy thì nó lớn hơn, cho nên cái vỏ này nó sẽ lớn hơn hẳn nhá. Cái hàng này nó không ảo công suất đâu các bạn ạ. Công suất là nó sẽ thực tế luôn, chứ nó không làm láo. Mình cứ nói là làm láo đi. Đấy, vì đây nó ghi 2000 này. Cái con 3000 lúc nãy mình chụp lên cho các bạn ấy là cái phần thân động cơ này nó lồi hẳn ra ngoài này như này này. Đấy, cân nặng thì con này cũng khác nhé, con kia là hơn 15kg nhé, còn con này là nhẹ hơn. Thì tí mình sẽ cân lên cho các bạn xem con này nhẹ hơn này. Còn cái con 1000 của xe đạp điện ấy thì cái này nó âm ở trong rất là sâu, cho nên là cái thân công suất ấy là nó không ảo đâu các bạn nhé. Đấy, cái mồm của con này nó rất là rộng này. Cái xe đạp bình thường nó chỉ có khoảng 7cm thôi, con này nó ra 11cm cái bản rộng này nhé. Đây cũng sử dụng phanh đĩa 3 ốc như này. Con này thì mình test tốc độ được ở hai giải tốc độ. Tốc độ với 60V là 70km/h. Còn với 60V là 7km/h, với 72V là 83km/h các bạn nhé. Cái con 3000W ấy mình test lúc nãy ấy thì của nó là 80km/h và 96km/h. Đấy, hai con công suất khác nhau, tốc độ cũng khác nhau luôn, cân nặng khác nhau luôn nhé các bạn. Đấy, nhìn có hai dòng này, hàng chuẩn, cho nên là các bạn yên tâm mua hàng không bị ảo công suất. Đấy, chạy êm ru luôn. Đây, mình sẽ bắn tốc độ vòng tua cho các bạn xem thực tế luôn nhé. À, mình dán ở bên kia rồi. Đây các bạn này, đây là mình đang chạy 72V nhé.
đó là 983 vòng trên phút. Thì mình sẽ tính ra cho các bạn là nó sẽ khoảng 83 km/h. Cách tính rất là đơn giản thôi, 983 nhân 3,14 nhân với đường kính là 0,45 nhân với này số phút 60 phút trên giờ này sẽ bằng này 83 km/h ở tốc độ không tải các bạn nhé. Thì có tải thì nó chỉ giảm một chút thôi, nó sẽ xuống còn khoảng 80 thôi. Thì các bạn nào chạy xe thì cũng biết rồi đấy, thì khi có trớn ấy, thì lực nó không mất đi bao nhiêu đâu. Nhiều bạn cứ bảo là thử không tải thì nó vậy thôi, chứ có tải thì nó không được như vậy. Tất nhiên là nó sẽ như thế rồi, nhưng mà đối với dòng xe hai bánh ấy, thì cái mất tải nó không đáng là bao nhiêu cả. Bởi vì các bạn chạy có đà rồi ấy, thì nó chỉ cần một lực nhẹ để rướn đi thôi. Huống chi con này nó là 2000W thì sức cản của cái sức nặng của cái trọng lượng xe không là gì đối với nó nhé. Đấy thì các bạn lưu ý. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.